Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh bán hàng đồng nghề của em. Mọi người mua hàng liên hệ số hội của em 0348 30 843. Rồi, khách mới bên em thì em nhận chuyển khoản nha mọi người. Rồi em mới đi hàng ha. Rồi, nay em về mấy món đồ sau đây ha. Này có cái kính lúp này, cái chồng kính lúp mà nó bị mẻ tí, uổng ghê. Chồng này khá là to luôn á. Rồi, với cái cân đây, cái cân điện tử nhưng mà nó bị lỗi rồi, về nó bị lỗi, vẫn hiện lên cân nhưng mà nó bị lỗi. Rồi với bình giữ nhiệt này, được hai cái bình này là hai cái bình thủy, bình này dạng bình thủy nha mọi người, bình thủy đựng nước nóng thôi, nước sôi chứ không có giữ đá ha. Rồi với cái sạc bình, cái sạc bình này thì thiếu dây, bán như là xác ha, sống lên điện ok mà bán thiếu dây nha. Rồi cho mấy bác chế dây vô. Rồi cái video hôm nay có mã là 201 nha. Rồi đầu tiên cái đồng hồ của Nhật Citizen này, Japan Citizen, chạy ok đúng giờ chuẩn luôn, nhưng ngoại hình nó thì không có đẹp nữa, vỏ nhựa máy Nhật nè, Nhật sản xuất, made in Japan luôn. Có công tắc on off ha, on off cái thời gian cho nó muốn tắt nó thì bấm xuống. Nào, tạm thời nó tắt. Đồng hồ dạng để bàn, rồi bấm lên nó chạy lại. Xài một pin pin đồng hồ pin nhỏ này. Đây, kích thước 18 dành cho 16. Rồi, đồng hồ mã số 1 250. Rồi, số 2 là cân treo. Cân treo này hệ Mỹ nha mọi người. Mọi người xem thông số nó có ghi nè. Cái này chuẩn nha, tại để nằm nó như vậy, treo lên là nó chuẩn. Với lại nó có nó nút điều chỉnh độ sai số ở đây nè. Anh treo ha, người treo lên sẽ treo đồ ở đây sẽ nhảy cân. Đó. 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 Nè, học số đó nè, chuẩn Mỹ ha. Nên của Mexico sản xuất, vỏ bằng sắt. Đây, thương hiệu Mỹ là Chan Chilen. Đó, có bán trên Amazon luôn nha. Amazon giá nó rất là cao. Cân này dạng đời mới đó. Bán trên Amazon. Đây kích thước nè. Mặt là 20. Cái kiểu này nó không có kiến nha mọi người. À, không có kiến, dạng nó trơn như vậy á. Đây treo thẳng đứng là nó mới hoạt động êm ái ha. Rồi cái cân mã số 2 giá 300.000. Rồi số 3 là một cây thước thước đo gốc là ban sản xuất này, thương hiệu SK, còn rất là đẹp như mới. T
đây, đo 180 độ ha. Đo góc. Đó. Đây nó bật đo nè. Rồi cái thước đo góc mã số 3 250 nè. Đây chữ nó khắc là gì ha. Còn đây là chữ khắc chìm. Rồi số 4 đây. Cái cân 2 kg. Cân này cân nó cân tới 2 kg ha. Sợi pin 1.5 là 2 viên. Thương hiệu là M&M. Để bỏ viên pin vô thử. Rồi đây, bỏ pin vô. Pin này nó hết pin rồi. Em lấy viên pin đồng hồ này ra bỏ nha. Đây nó lên pin nha mọi người. À, bỏ pin vô rồi. Đó, nó bị lỗi như vậy. Nó bị mờ cái nét này nè mọi người. Giờ cân thử nè. Nó mờ một cái nét vạch đây nè. Không có thấy luôn nè. Đó. Đây 130 mấy RAM nè. Nhưng mà nó mờ bị cái nét ở trên nè. Nó này 200 mấy RAM nè. Nó mà mờ nét rồi. Rồi con bị lỗi nha mọi người. Bị lỗi bán 150. Mã số 4. 150. Đó, chỗ đóng pin nè. Hai viên pin 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 nhỏ này nè. Đó. Pin 2A. Rồi tiếp theo một cái đây, cái thắng xe đạp. Cái thắng này full bằng nhôm luôn nha mọi người. Cái bằng nhôm rất là nhẹ. Giá ban nè. Còn rất mới luôn, như mới. Gồm nó như mới luôn. Nó chưa ráp vô xe sao nè. Cái chỗ kéo thắng nè. Bằng nhôm dáng xưa, kiểu này kiểu xe xưa này. Xe đạp xưa. Nguyên ngón tay luôn. Rồi cái thắng xe đạp mã số 5 nha, 100.000. Rồi tiếp theo là cái này. Một bịch mấy cái viên than máy nè mọi người. Cái này nó giống như là cho máy cắt nha, máy cắt, máy mài cầm tay á. Máy mài cầm tay á, mày á. Mài một tấc á. Đó. Đây em bán là 2 4 6 8 10. 5 cặp ha, 5 cặp than.
bịch là một cặp. Đây hộp số nữa nè, của hàng chuẩn Nhật ha, thương hiệu là Atman nè. Đó, Atman Nhật. Đây cái thang đo kích thước cho mọi người dễ xài luôn ha. Đây, đo đúng kích thước nè, chiều dài nè 12 mm, rồi độ dày nè 6 ly, rồi bề ngang nè 10 ly. Đó, đầy đủ kích thước rồi. Mọi người không biết nó có giờ hay không thì em đo đầy đủ rồi, mọi người xem thì đo là ok là xài ha. Rồi, một gói giày là 100.000, 5 bộ hang ha, 5 bộ hang, 5 bộ, mã số 6. Còn số 7 là cái quạt Japan, quạt này của Sanyo, như của Sanyo. Đâu rồi? Đây, thương hiệu nó là Sanyo ha. Sanyo Nhật Bản sản xuất này. Quạt 12V, công suất nó là 0.45A, bullet là không có hang, sẽ từ chạy ngon lành nha, thử bình ắc quy là chạy ok, rất là mát. Làm chế quạt trên bàn rồi để bàn cũng được, rất là mát. Đây, kích thước này, 12 nhân cho 12 nhân cho 2.5, cánh quạt là 10. Rồi mã số 7, 150.000, quạt DC 12V. Rồi số 8, kính lúp, cái chồng kính lúp rất là tiếc nó bị mẻ rồi mình, mẻ tí chứ chồng này là chồng dạng lớn, đồ lớn đó, rất là trong nha, kính Nhật nhìn nó rất là trong, rất là bền, nó trong nhìn rất là rõ. Cái chồng kính này đường kính nó là 98 cho 90 ha, chẳng 90 đó, 90 luôn à, đúng rồi, đúng 90 rồi đó, 9 cm. Kính này dày cỡ 12 mm ha, 12 ly, 12 ly 90 dày 12 ly. Rồi kính lớp mã số 8, 150.000. Đó, như đây đó. Chồng kính mẹ 150.000. Rồi tiếp theo là một cái lưỡi cưa của Nhật, chuẩn Nhật mặt in ra băng luôn, thằng này Nhật sản xuất. Lưỡi này nó chỉ có lưỡi thôi nha mọi người, mọi người về chế để mình cưa ha. Đây nguyên mới chăm chăm chưa sử dụng, bóc ra luôn đó, mở như vậy ha. Lưỡi thép nó toi hợp kim ha, toi rất bén luôn. Nè, nó xịn nha. Lưỡi này đúng ra bên đó nó bán rất là cao tiền, giá mới nó rất là cao. Đây, đó, nó tồi. Lưỡi mới, răng nhuyễn. Dạng này là nhuyễn rồi. Đây, kích thước cái lưỡi này 25 ha. Kích thước răng nó là 25 cm.
Made in Japan, thương hiệu Bakuma, con gấu lưỡi 265. Rồi lưỡi cưa mã số 9 nha, 100.000. Số 10 là một cây cờ lê lực Tonichi. Đây, Tonichi chuẩn Nhật luôn nha. Mới còn ok, không có bị lỗi. Lực là 280 ký. Đó. Rồi là số 24 nha, 24mm. Đây, 24mm nha mọi người. Rồi, kích thước là 27. Rồi lấy lực Tonichi. Đây, Tonichi. Dặn đúng lực nó sẽ báo mình biết ha, để mình ngừng dần ngừng tránh hư ốc. Rồi mã số 10, 200.000. Rồi cái dây an toàn nha, một dây an toàn của Nhật nè. Đây, móc khóa Made in Japan, khóa an toàn nha, chống chống tuôn. Khóa rồi nó sẽ cứng, bóp hai bóp bóp hai bước nó mới mở ra được. Rồi dây, dây này dài tầm 60, đây nè cỡ 70. Rồi cái dây này là 70 mọi người, dây này 70 cm. Rồi đi chung bộ nó là cái thắt lưng, đây thắt lưng, thắt lưng thép titan. Đó, chuẩn Nhật. Rồi. Đó, nó vậy thôi. Khóa và thắt lưng. Rồi, mã số 11, 500.000. Tiếp theo là bộ bấm tập nha. Bộ bấm giấy. Bấm giấy, bấm tập cũng được. Giấy mỏng mỏng được, bấm được. Ở đây không có giấy đó, là bấm nó ok đó. Nó bấm vậy mọi người, thì bấm tập mà học sinh mà nó dạng này nó thiết kế của nó bự hơn, nó bấm được nhiều, bấm được dày hơn mọi người đó. Rồi tặng em một hộp kim luôn của Nhật, đây hộp kim của Nhật, hộp kim bấm của Nhật à. Đó. Cái đầu bấm này nó dạng lớn, mình bấm được nó sâu nè, giấy nó sâu hơn ha. Đó, con số là 12 nhân 10 ly đi bên. Rồi, kìm bấm nè, kích thước. Rồi, bộ bấm này có mã là số 12 nha, 200.000. Rồi tiếp theo một cái bình giữ nóng, bình chứa nước nóng nha, dạng bình thủy nha. Đó, bên trong có thủy để giữ nhiệt, giữ nóng rất là ok luôn. Đây thương hiệu nè, thương hiệu Mỹ, thương hiệu này của Mỹ nha. Con này nó sản xuất tại Anh, Made in England. Đó. Limiter. Bởi công ty này Limiter là nó dạng dạng giới hạn thôi. Sản xuất ít. Như là như vậy. Mình rất đẹp nha. Còn tách luôn nè, còn cái tách để uống nhắn tin này. Của anh Linh nha, của anh. Đây bên trong này. Bao đẹp luôn. Nút nó nè. Đó. Thank you.
đây chuẩn nó để Mỹ là 3/4 lít ha, 3/4 lít 26 cái chuẩn gì nè, nhưng mà 3/4 lít là khoảng 750 ml ha, 750 ml. Bình dạng du lịch luôn rồi, dạng mini để đựng đi du lịch, chứa nước nóng đi du lịch trong ngày đó nè. Size 30 x 10, có quai, cái này là cái quai cái tách ha, dạng ấp, cái này lại là cái tách để uống nước. Rồi mã số 13 nha, 500 ngàn. Con này ngoại hình ok, ngoại hình nhựa không có bị gì hết, không nứt gì ha, đẹp. Rồi con này của Mitsubishi Moto, con này của Nhật, con này nó bằng, chuyện nó bằng nhau, nó bằng thiết nha, bằng sắt, còn mới, ốc inox, sử dụng ốc inox chống rỉ, thép này sơn chống rỉ, này Nhật sản xuất. Con này cũng là bình thủy nha, dòng bình thủy, đây bình thủy, trắng tinh luôn, đựng nước sôi thôi nha, không có đựng nước đá được, không có đựng đá đâu, đựng đá bỏ vô nó bể luôn. Nhà chuẩn luôn, 0.75 lít. Đó, hai con này bằng nhau, dung tích nó bằng nhau. Con này ngoại hình thì nó có mớp tí, chứ ngoại hình nó không bằng con kia, ngoại hình còn chất lượng thì nó như nhau, thủy mà bền, nó rất là bền. Rồi mã số 14, 400 ngàn. Rồi 15 là cái biến áp này, tích điện ok, nó có rất là nhiều chức năng nè, 12V 25A nè, 12V 10A, nhiều chế độ. Hai volt, 6V, và sạc được 6V đến 12V ha. Xài điện 100V nha mọi người, nè, điện 100V. Chú ý nha. Đây là hai cái dây nguồn ra. Đó. Đứt dây nguồn nha mọi người. À, đứt cái dây mà kẹp bình chứ không phải dây nguồn. Đó. Dây nguồn đây, dây nguồn nguyên zin còn. Đây mới dây nguồn này, glare quá phải gì. Đây con này của Nhật, Nhật sản xuất, rất là nặng nha, nó tầm 6 kg, tầm đó chứ. Nhớ hộp số đó, test lên điện ok nha, sạc ok. Đây nó đo volt, nó chỉ thiếu dây này thôi nhưng mà rồi bán 1450, mã 15. Giá này là coi như thanh lý nha mọi người, dạng như thanh lý đó, giá nó là như bán sát rồi mà nó sống ngon, sống ok. Rồi tiếp theo là cái hành lý, cái lưu đồng nha mọi người, cái lưu đồng này của hàng Đài Loan xưa, chất đồng nguyên chất, đồng xịn, đây sắc nét nha, nó đúc rồng nè, đúc con rồng đây, rất là sắc nét. Đây, một mặt là hai con rồng, một mặt là cái đầu con rồng nè,
đầu con rồng ngậm cái viên châu gì đó. Đây đây nó cũng có cái viên này, này hai con rồng ha. Trên đây là cái chữ, dòng chữ, mặt bên đây cũng là cái dòng chữ. Hai cái quai nó là hai con rồng cầm rất mỏi tay luôn nha. Nó tầm nó gần đến gần 6 kg, 5 kg, 5 kg 7 á. Đó, bên trong đây cái lư hương mọi người, nó như vậy là đủ nè, là lư cắm nhang á. Bỏ cát vô để mình chân nhang trên bàn thờ. Chứ đáy thôi, cái này kích thước rồi, chiều cao nó là cái chân không là khoảng 19 nha mọi người. Cái miệng tới cái chân tới cái miệng này là 19, còn bề ngang này là 30 35, gần tới 35 á. Hai con rồng full ra luôn là 35. Rồi cái miệng, cái miệng này 18 nha, 18 cm. Rồi cái lượng hương này mã 16 nha, giá bán 2 triệu. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi. Rồi mọi người mua hàng thì liên hệ ha, giá em bán chưa bao gồm phí ship nha mọi người, kể cả chuyển khoản. Rồi cảm ơn mọi người.